sự quan tâm của lãnh đạo câu lạc bộ như tập đoàn Thần Long, thì anh em đã có điều kiện sinh hoạt, chế độ ăn uống dinh dưỡng rất tốt tại Huy đấy. Điều đó giúp chúng em luôn sẵn sàng ra sân thi đấu vì thể trạng tốt nhất. Bán lên lưng tôi cũng có dự tính toán làm sao mà tính được cái điểm đối phong độ tốt nhất cho các em trước khi bước vào giải đấu. Thì là hiện tại thì tinh thần cũng như thể trạng của vận động viên là rất tốt để đáp ứng cho các trận thi đấu. Mục tiêu của đội bóng năm nay thì đầu tiên là phải vượt qua vòng loại. Hiện nay thì các đội bóng trình độ chuyên môn của các đội bóng là khá tương đồng đều nhau. Mỗi đội đều có những cái điểm mạnh riêng và chúng tôi cũng sẽ cố gắng chiến đấu cho từng trận đấu một. Dù thi đấu xa nhà nhưng so với các đội bóng khác thì chúng em luôn may mắn được rất nhiều cổ động viên từ sân cổ vũ rất nhiệt tình ạ. Điều đó ban huấn luyện đã nhắc nhở chúng em ra sân vì thi đấu rất năng nổ và cống hiến tốt hơn. Em gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên và em hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương ủng hộ chúng em những trận đấu sắp tới ạ. We'll be right back.